Hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu tiếp về các công cụ tạo hiệu ứng ở trong Corel. Và phần ngày hôm nay thì chúng ta sẽ giới thiệu tới công tua. Cái công tua thì nó giúp chúng ta làm cái gì? Công tua thì nó giúp chúng ta là tạo ra những hình đồng dạng, đồng tâm với một hình mà chúng ta đang thao tác. Tất nhiên là trong một vài trường hợp, đối với những cái hình tương đối đặc biệt, chẳng hạn như là một hình vuông hay là một hình tròn, thì cái việc mà tạo ra một cái hình đồng tâm đồng dạng với nó thì rất là dễ. Đó, chúng ta chỉ việc là chọn cái hình đang có này, sau đó thì chúng ta giữ shift, chúng ta thu lại vào tâm hay là phóng ra ngoài, sau đó thì chúng ta nhân bản là chúng ta sẽ có một cái hình đồng dạng đồng tâm. Đấy. Thế nhưng mà với những cái hình mà nó không đặc biệt như thế thì cái thao tác mà chúng ta làm phóng như thế này thì lại không dễ. Đó, ví dụ như thế này là có đồng dạng. Đó. Nhưng mà nó lại không đều. Chẳng hạn như là tôi muốn làm một cái gì đó mang tính đường viền xung quanh một cái đối tượng thì chúng ta sẽ không làm được như thế này. Thế còn tại sao lại phải dùng một cách khác mà lại không dùng đường viền? Thì tôi cũng giải thích luôn là đường viền hay là chúng ta gọi là cái stroke đó, thì nó có những cái điểm rất là dở của nó. Chúng ta có hoàn toàn có thể là làm một cái đường viền dày lên như thế này. Nhưng mà đường viền thì nó có hai vấn đề. Một là đường viền bao giờ nó cũng nằm phía trên của cái đối tượng và nó ăn một nửa vào bên trong đối tượng. Và thứ hai là đường viền nếu mà chúng ta sơ sót là chúng ta sẽ bị tình trạng là đường viền bất biến về độ dày. Đây, chúng ta cùng nhau xem. Có lẽ là lấy một cái hình vuông thì chúng ta sẽ minh họa nó dễ hơn. Bây giờ tôi vẽ ra một cái hình vuông như thế này. Tôi kéo thước để tôi tốt nhất là chúng ta tô màu đi. Chúng ta tô màu, hủy bỏ đường viền đi. Và bây giờ chúng ta kéo thước để chúng ta xác nhận là cái kích thước thật của cái bề mặt này nó là bao nhiêu. Đây các bạn quan sát. Đây là một hình vuông. Tôi đã kéo các thước, tôi gióng hàng để mà tôi xác nhận cái vị trí của nó. Bây giờ nếu như mà tôi tô một đường viền vào với cái chế độ highlight rất là mạnh như thế này thì chúng ta không thấy gì lắm. Nhưng bây giờ nếu mà tôi cho nó một cái độ dày lên, các bạn sẽ thấy rất rõ là đường viền khi mà tô dày lên thì nó sẽ có một nửa lật ra ngoài và một nửa thì ăn vào bên trong của đối tượng. Do đó nếu mà cái bề mặt cái đường viền mà chúng ta làm càng lớn thì có nghĩa là cái diện tích bề mặt nó sẽ bị thu lại càng nhiều. Tất nhiên chúng ta có thể giải quyết cái việc này bằng cách là chúng ta giấu cái đường viền ra phía sau. Giấu đường viền ra phía sau chúng ta sẽ làm như sau. Chọn đối tượng này, chúng ta bấm, chúng ta mở cái outline pen ra, hoặc là chúng ta sẽ nhấn lệnh là F12. Sau khi mà mở lệnh ra, các bạn có thể đánh dấu cho tôi vào cái behind fin. Khi chúng ta đánh dấu behind fin, nhấp OK thì đường viền lúc này sẽ được đưa xuống nấp phía sau bề mặt và diện tích của cái bề mặt này của chúng ta nó sẽ được đảm bảo như nó vốn có. Nhưng mà như thế thì chúng ta cần một cái đường viền mở ra phía ngoài bao nhiêu thì trên thực tế là chúng ta phải làm nó gấp đôi. Ví dụ tôi cần một cái đường viền độ dày là 10 poi chẳng hạn thì tôi phải đánh vào đây là con số là 20 poi thì tôi mới có một cái đường viền dày 10 poi ra ngoài, vì một nửa của nó sẽ được giấu ở phía sau cái bề mặt và một nửa nó lật ra ngoài. Như vậy là mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn. Và có một cái điểm nguy hiểm nữa là nếu như mà chúng ta giải quyết mà không tốt thì trong cái trường hợp mà chúng ta thu phóng thì chúng ta sẽ nhận được những cái tỷ lệ mà nó không có hợp lý. Ví dụ như là một cái hình lớn như thế này và với đường viền dày đường này thì chúng ta đạt được một độ
hợp lý. Nhưng mà nếu bây giờ tôi thu nhỏ cái hình này lại chẳng hạn, hoặc là tôi phóng lớn cái hình này lên nữa, thì sẽ có điều gì xảy ra? Chúng ta cùng nhau xem. Ví dụ thu nhỏ, đúng không? Bây giờ tôi lôi cái thằng này ra đây và tôi chuột phải, tôi tạo ra bản sao. Như vậy là hai hình này hoàn toàn giống nhau. Nếu bây giờ tôi thu nhỏ cái thằng này lại nữa thì sao? Các bạn thấy là diện tích, về mặt diện tích thì cái hình này rất là bé nếu mà so với cái hình bên này. Nhưng nếu mà so sánh về đường viền thì chúng ta thấy rằng là nó dày vẫn ngang với thằng kia. Như vậy là có sự thay đổi rất dữ về mặt tỷ lệ. Đó. Một thằng bé hạt tiêu như thế này nhưng đường viền thì vẫn to bằng cái thằng to nó. Thì lúc này cái đường viền trở nên cực kỳ thô, nó nặng nề quá. Nhưng ngược lại nếu như bây giờ tôi lại phóng lớn lên thì sao? Vẫn cái hình này sao chép ra, diện tích bằng thế, độ dày bằng thế. Nhưng bây giờ nếu mà tôi kéo lớn ra thì sao này? Hình này cũng đã thay đổi kích thước. Bây giờ nó bằng 4 lần, hơn 4 lần cái thằng này. Nhưng mà độ dày thì sao? Đường viền vẫn như nhau. Như vậy là diện tích thay đổi nhưng độ dày đường viền không đổi, dẫn tới một sự bất cân đối. Mà các bạn sẽ rất hay gặp phải những cái trường hợp như thế. Người nào mà non tay mới làm việc ấy, rất hay bị cái tình trạng là gì? Không thèm để ý tới cái kích thước mà khách hàng yêu cầu. Đấy, nhận được một yêu cầu gì đó là cứ thế là vẽ bừa đi. Mà đôi khi là các bạn còn cố gắng là phóng thật to cái hình ra để mà thao tác trông cho nó dễ. Nhưng thực ra bản chất công việc không phải là như thế. Các bạn làm như thế xong, xong đến lúc các bạn làm tất cả mọi thứ hoàn hảo với cái kích thước to như thế rồi. Nhất là hình càng to, nếu mà các bạn chơi đường viền thì có nghĩa là đường viền cũng càng to, nó mới phù hợp được với lại cái hình đó. Đến lúc các bạn làm xong, các bạn lại loay hoay mà lúc ấy mới kiểm tra lại là gì? À, khách hàng yêu cầu chúng ta là kích thước thành phẩm là bao nhiêu ấy nhỉ? Thế là tra lại kích thước rồi cuối cùng là các bạn lại co nó lại. Thế nhưng co thì các bạn lại quên mất một điều là nếu mà sơ sót một cái là bề mặt, diện tích bề mặt thì co lại nhưng mà đường viền thì không hề co theo. Nó sẽ dẫn tới cái vấn đề như vừa rồi chúng ta vừa trình bày đó. Đây, dẫn tới là giống như cái hình con này, đúng không ạ? Diện tích thu lại rất bé nhưng đường viền lại dày cộp lên, nó trở nên cực kỳ nặng nề và bất cân đối. Hoặc ngược lại, nếu mà chúng ta làm bé rồi chúng ta phóng lên to thì lại dẫn tới tình trạng như cái thằng này. Tức là diện tích rất to nhưng đường viền trở nên mảnh, yếu. Thế cho nên là chúng ta hạn chế đến mức tối đa các cái việc mà xài đường viền theo cái kiểu stroke như thế này. Vậy thì để tránh thì chúng ta có thể làm bằng một cách như thế này. Đây, cái này là cách rất là đơn giản. Đó là chúng ta biến cái đường viền này thành một đối tượng. Đó. Lệnh Ctrl Q các bạn biết rồi. Đấy là biến một cái hình đặc biệt thành một hình vẽ. Đấy. Thế nhưng mà còn một lệnh nữa ngay bên dưới. Đó là lệnh Convert Outline to Object. Lệnh này nó sẽ giúp các bạn làm sao đây? Biến cái đường viền cũng thành bề mặt. Đây, khi tôi bấm vào đây thì cái đường viền của tôi không còn là đường viền nữa, nó trở thành một hình vẽ như thế này thôi. Và đã là hình vẽ thì khi thu, khi phóng, nó sẽ không còn vấn đề gì là đường viền bất biến nữa. Hình thu nhỏ thì cái gọi là đường viền này cũng thu nhỏ, đúng không? Hình phóng to thì cái gọi là đường viền này cũng phóng to, tức là nó sẽ duy trì cho chúng ta được cái tỷ lệ khi mà chúng ta thu phóng. Đấy là một cách. Nhưng làm như thế thì các bạn convert xong các bạn phải nhớ là group nó lại. Nếu không co kéo là viền đi đường viền mà bề mặt đi đường mặt đấy. Thế nhưng mà cách này thì cũng là một trong các cách có thể dùng. Nhưng còn một cách nữa, đó là chúng ta sử dụng contour. Contour thì nó giúp chúng ta giải quyết vấn đề như thế nào. Đây, chúng ta cùng nhau xem.
Đối với công tua ấy, thì tôi chỉ cần là vào chọn đối tượng, sau đó vào hộp công cụ chọn công tua. Đấy, chúng ta sẽ lựa chọn một trong ba tuyển chọn này. Một là outside, tức là cái công tua đó sẽ lật ra phía ngoài. Inside, công tua đó lật vào phía trong. Còn to center, tức là nó cứ thế lật vào phía trong cho tới tận tâm, cho tới khi nào mà nó không tạo ra một cái bản sao mà đồng tâm đồng dạng nữa. Hiện tại bây giờ chúng ta đang có công tua step này là tạo ra một bản sao thôi, đồng tâm đồng dạng, và nó mở ra phía ngoài với chiều dày là 0,1 inch. Đấy, nếu mà các bạn thích thì các bạn có thể chuyển sang thành một đơn vị khác cho nó dễ tính là mm đây chẳng hạn, thì nó thành 2 mm. Đấy, ví dụ thế. Bây giờ nếu mà tôi chấp nhận này, đấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy cái điều gì? Sẽ có một phần mới được tạo ra. Phần này nó sẽ chạy theo đúng đường viền, giống như kiểu đường viền. Đấy, tôi có thể tạo ra được nhiều cái khác nhau. Đây, bây giờ ra ngoài nhá, ra ngoài này. Đây là hai cái hình đồng tâm đồng dạng này, ba cái này, bốn cái này. Và nó sẽ có mấy cái tùy chọn nữa, đó là fill color. Fill color có nghĩa là gì? Fill color là cái đối tượng mà được tạo ra sẽ mang màu gì. Và nếu như mà chỉ có một cái thì nó sẽ mang đúng cái màu đấy luôn. Đấy. Nếu mà nhiều cái thì nó sẽ chuyển dần giữa cái bề mặt đối tượng chính với lại cái màu mà chúng ta chọn ở đây. Ví dụ ở đây là đỏ, thằng kia là vàng, thì thằng giữa này phát sinh sẽ là cam 50 đỏ 50 vàng. Nếu mà tôi tăng thêm nữa thì nó cũng sẽ lại trung chuyển dần dần giữa hai màu này. Thế và cái tham số này sẽ quyết định là độ dày là bao nhiêu. Đó, độ dày mỗi một cái phát sinh là bao nhiêu. Thế ngược lại nếu mà tôi lật vào trong thì sao? Inside thì nó sẽ lật vào trong. Đấy, và lật vào trong bao nhiêu thì đây là số bước lật vào trong. Đó, và cái giá trị này nó sẽ quyết định là từ cái mép của cái đối tượng chủ nó sẽ thu lại bao nhiêu để nó tạo ra cái đối tượng bản sao ở phía trong để đồng tâm đồng dạng. Đấy, bây giờ tôi cũng có thể là tạo ra nhiều cái hình vào trong. Thế còn nếu mà chúng ta chọn theo cái kiểu là gì đây, to center, thì nó sẽ làm một mạch vào tận trong cho tới khi nào mà nó không thể nào phát sinh ra thêm, nó không đủ diện tích để phát sinh ra thêm một cái hình bản sao nào nữa thì thôi. Đấy, thì cái này nó sẽ giúp chúng ta là tạo ra những cái đối tượng đồng tâm đồng dạng với hình lật ra ngoài. Thì như các bạn vừa thấy đấy, là chúng ta sẽ tạo ra các bản sao ra phía ngoài như này. Cái này thì vào trong, cái này thì là vào tâm. Và ở đây chúng ta thấy có một cái điều là vào tâm thì nó sẽ không tính là bao nhiêu bước, nó không cần quan tâm là bao nhiêu bước. Nó chỉ dựa trên cái gì đấy, tham số công tua offset này, nó tự tính cho đến khi nào mà nó không thể phát sinh ra được nữa thì thôi. Còn cái thằng inside thì thực ra inside với lại center này là nó giống nhau, đều là lật vào trong. Nhưng thằng này cho phép chúng ta làm sao đây, điều chỉnh là nó lật vào trong bao nhiêu cái. Đấy, thế mà trong thực tế thì chúng ta dùng cái này làm những cái gì? Làm đường viền, ví dụ như bạn làm một cái biển, hay bạn làm cái gì đó, chẳng hạn một dòng chữ mà bạn muốn làm chữ có viền đúng không? Thì chúng ta sẽ phải làm như thế. Ví dụ bây giờ tôi làm một chữ có viền lật ra ngoài này, đúng không? Một viền thôi, viền dày từng này, ví dụ thế. Thì khi mà tôi làm thì tôi sẽ làm bằng cái công tua như thế này. Sau đó tôi làm gì nữa? Tôi tách cái đối tượng chủ với lại cái công tua mới phát sinh ra bằng lệnh Ctrl K. Đấy, Corel nó vẫn có một cái lệnh Ctrl K thần thánh, có nghĩa là tháo bất cứ cái gì cũng chỉ có một lệnh duy nhất này thôi. Đó, và sau khi mà chúng ta tháo ra thì tôi mới tách nó ra, đúng không? Đây, các bạn sẽ thấy là lệnh gì đây nhỉ? Break. Mà muốn tháo được ấy thì lại phải chọn cho nó đúng. Bạn không thể bấm vào vật chủ mà bạn ra lệnh tách, mà bạn phải bấm vào cái gì đấy ạ? Cái vật mới phát sinh cơ, cái đối tượng phát sinh cơ.
đấy, và sau đó thì nó mới ra cái lệnh công trồn ca. Sau khi công trồn ca ra, tôi tháo được vật chủ ra khỏi cái đối tượng mới phát sinh, và tôi đem cái này đi, tôi cắt chữ, đem cái này đi tôi cắt chữ, sau đó thì tôi về tôi sẽ dán cái thằng này trước, rồi tôi lại dán đè đem cái thằng này vào tâm, thì tôi sẽ có được cái chữ gì đó, đồng tâm đồng dạng, tạo ra cái viền màu như thế kia. Cắt chữ đề cam ấy đó, ví dụ như thế là chúng ta phải làm bằng cái võ này. Thế còn in ấn không thôi thì cách này cũng vẫn đem lại một cái giá trị, tại vì là nó sẽ tạo ra cho chúng ta rất là nhanh đấy. Rồi ở một góc khác thì nó sẽ giúp chúng ta làm gì, nó sẽ giúp chúng ta giả lập ra những cái đối tượng mà có cái độ dày mà lại không cần phải sử dụng tới những cái thủ pháp mà giống như 3D đấy. Vì bởi vì ví dụ như tôi chỉ cần là làm cái này lật vào bên trong, đúng không, tôi làm cái này lật vào bên trong thì tôi chỉ cần là, thứ nhất là tôi giảm cái này đi, giảm cái này cho nó mỏng đi đó, và tôi tăng cái số gì đây nhỉ, tôi tăng cái số bước lên. Thì khi mà tôi tăng số bước lên thì mọi người sẽ thấy rằng là trông nó sẽ có cái, trông nó sẽ có cái giả lập, trông nó sẽ lừa mắt, trông giống như là nó dày lên đó. Và thường thì mình sẽ làm theo cái quy tắc là gì đây, như này thì vẫn hơi khó, chúng ta làm đúng chuẩn ra thì chúng ta nên làm theo cái kiểu là gì đây ạ, sẫm dưới, đúng không, sẫm dưới và sáng trên đấy, thì nó sẽ dễ nhận ra là nó vun đầy lên hơn đấy. Thế và nếu mà chúng ta làm kịch kim là to center thì trông nó sẽ rõ ràng hơn nữa về cái chuyện là nó có độ dày lên. À, tương tự như thế này, bây giờ tôi làm thử một cái ngôi sao nhé, đúng không? Đây, làm một ngôi sao này, tô màu đỏ này. Bây giờ tôi tạo ra một cái contour vào trong này. Tôi làm một hơi vào to center này. Đó, bỏ đường viền đi. Đấy, thì các bạn nhìn thấy là lập tức chúng ta sẽ có một cái đối tượng trông rất giống là làm dày lên 3D, đúng không? Nhưng mà thực ra hoàn toàn không phải. Đây chúng ta đang xài những cái lệnh rất là đơn giản, là cái hiệu ứng contour thôi. Tôi sẽ tạo ra cực nhiều bản sao, mỗi bản sao nó thu lại một tí, mỗi bản sao thu lại một tí, cứ thế là nhỏ dần và nó dày lên phía trên. Đây, các bạn có thể xem một cái ví dụ khác. Một cái đầu DVD, cái này được vẽ bằng hoàn toàn bằng Corel đấy, không có tí ảnh nhèo nào ở đây cả, dựng lại hoàn toàn bằng Corel. Trông thì mọi người sẽ bảo hơi khó, nhưng mà thực ra cái này thì cũng rất là đơn giản thôi, một chút cẩn thận, một chút phân tích một chút là chúng ta có thể thấy là cái hình này cũng không có gì ghê gớm cả. Đây, minh họa bằng một cái thủ pháp dùng contour đây. Đó, tôi chỉ việc là làm bằng một cái hình gì đây, bằng một hình chữ nhật, đúng không, tôi tô màu sẫm này, sau đó thì tôi sử dụng cái thuộc tính của hình chữ nhật, dùng shape tool tôi làm cho nó vát cạnh một chút, tôi cho nó chéo đi một chút, sau đó thì tôi cho nó contour vào inside bằng cách là chọn một cái màu sáng hơn, có thể là trắng hoặc là ghi gần đấy, và tôi giảm cái này xuống thấp nữa đấy. Và tôi tăng số lượng gì đấy ạ, tăng số lượng các bước lên, thì chúng ta sẽ thấy rằng rất nhanh chúng ta tạo ra một cái nút bấm có cái độ vồ lên, mà trông xa xa thì trông tưởng là phải mất công lắm, nhưng mà thực ra chúng ta biết cách làm thì chúng ta xử lý nó cực kỳ nhanh để mà chúng ta tạo ra một cái như thế này.
ví dụ như thế, thì các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta không 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 có khó khăn gì trong việc giả lập một vài cái đối tượng 3D mà nó không quá phức tạp. Thế các bạn sẽ thấy là ở trong này có rất là nhiều cái dạng như thế. Thực ra thì nút này cũng thế, rồi một số cái là chúng ta đều làm như thế cả. Đây nữa, ngay kể cả cái mảnh lồi lên này cũng chỉ là chúng ta làm contour, nó thu vào trong một chút là nó dày lên thôi. Chứ hình này nếu mà liếc qua, không nói mà liếc qua, chắc các bạn cũng không nghĩ rằng là nó là Corel đó. Hoặc là đây có thể là ảnh, hoặc là dựng riêng các thứ gì đó bằng một cái chương trình phức tạp hơn 3D và điếc gì đấy chẳng hạn, nhưng mà thực ra không phải 2D cả, và toàn bộ là làm trên Corel, cũng không nhiều kỹ xảo lắm trong này, chủ yếu là tô màu chuyển và một vài cái nút thì chúng ta sử dụng cái hiệu ứng contour để chúng ta làm thôi. Ví dụ ngay kể cả cái này chúng ta làm trông nó giống như là gì đấy ạ, trông nó giống như là cái 3D tạo phối cảnh với game, thực ra nó hoàn toàn là vẫn là làm bằng 2D hết. Và có một cái mà các bạn cũng có thể là sẽ gặp ở đây, ví dụ như đây này, cái phần gì đây nhỉ, cái phần quầng sáng này chính là cái hôm trước chúng ta nói chuyện với nhau đây, chính là cái drop shadow đây. Đấy. Đúng rồi, cái đấy là perspective. Đây, nó là cái này. Nó là cái này. Add perspective. Tức là kéo thành đều mà nó như là chiều bình thường. Đây nó là cái này. Thế thì như vậy là chúng ta đã biết thêm một cái cách làm việc với lại cái hiệu ứng contour. Đấy. Còn sáng tạo đến đâu thì chúng ta sẽ phải tùy vào từng công việc. Đó. Còn thao tác làm thì nó chỉ đơn giản thế thôi. Nó có thêm một chút nữa phức tạp là đây, nó như thế này. Vừa nãy là chúng ta làm cho một cái đối tượng mà màu solid, tức là trên dưới trong ngoài một màu cả đó. Nhưng mà nếu mà tôi làm cho một cái đối tượng mà tôi lại muốn là nó chuyển màu thì sao đó. Ví dụ tôi tô màu fountain fin chẳng hạn, như bây giờ tôi tô màu vàng với đỏ đi, bây giờ tôi muốn làm cái contour này có được không, cho một cái đối tượng mà tô màu chuyển thì có được không? Cũng được. Đây chúng ta làm như sau, ví dụ là căn ngoài nha, inside nha, một lần thôi, và độ dày độ khoảng là 5mm đi. Thế đây các bạn sẽ thấy là khi chúng ta chọn một cái đối tượng mà tô chuyển thì cái contour này cũng cho phép chúng ta làm theo cái kiểu là tô chuyển đó. Bạn có thể chọn hai màu, ví dụ đây đỏ này, đây là vàng này chẳng hạn, thì cái contour nó cũng có thể nhắc lại như thế, hoặc thích cho bất cứ cái màu gì thì nó cũng có thể tạo ra rất nhiều contour. Đây các bạn sẽ thấy là bề mặt contour, bề mặt tô chuyển
thì công ty phát sinh cũng có quyền tổ chuyển. Thế còn ngoài ra thì chúng ta còn có cái điều khiển màu đó. Chúng ta đang có ba cái tùy chọn là linear contour này, clockwise contour này và counter clockwise. Thì bằng cách là chọn theo cái chiều thể hiện nào ở trên bánh xe màu thì chúng ta cũng sẽ có những cái màu sắc khác biệt. Bình thường thì họ để thường để luôn ở linear. Đấy, thế còn nếu thích tìm tòi những cái gì đó khác biệt thì các bạn có thể chuyển sang chạy trên bánh xe màu, thì lúc đó thì chúng ta sẽ có những cái màu nó chuyển đổi nó cũng khác đi. Thế còn copy này hay là xóa bỏ các cái này thì cái này là thao tác chung, rất chung cho tất cả những cái đối tượng mà được áp dụng hiệu ứng. Thì về công tua thì chúng ta sẽ thấy là nó tương đối đơn giản như thế thôi.